bốn mỹ nhân Hoa ngữ bị chồng đánh đập phản bội vẫn không ly dị. Thứ nhất, Đồng Lệ Á. Đồng Lệ Á sinh ra tại Tân Cương, Trung Quốc. Năm 2014, khi đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng đạo diễn diễn viên Trần Tư Thành. Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng và e ngại cho người đẹp vì chồng cô nổi tiếng là một sao nam trăng hoa trong giới giải trí. Tuy lấy được người vợ tài sắc vẹn toàn nhưng Trần Tư Thành vẫn không thấy thỏa mãn mà hết lần này đến lần khác ngang nhiên ngoại tình với nhiều cô gái. Ngay sau hôn lễ vài tháng, chồng của nữ diễn viên bị báo giới bắt gặp có những cử chỉ tình cảm vượt quá giới hạn bạn bè với sao nữ Trương Tuyên. Theo Sina, hai người ở chung phòng với nhau đến lúc tối muộn. Đầu năm 2015, khi Đồng Lệ Á mang thai con đầu lòng, Trần Tư Thành lại khiến công chúng phẫn nộ khi công khai đi chơi với hot girl nổi tiếng Vương Thiên Sở. Tháng 10 năm 2015, Trần Tư Thành lại tiếp tục bị khán giả chỉ trích sau tin đồn lén phén với một nhân viên nhà hàng khi một mình đến tham dự đám cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby. Tháng 6 năm 2016, Lệ Á sinh bé trai đầu lòng Trần Đoá Đoá, tình cảm giữa người đẹp và chồng cũng được cải thiện. Những tưởng con trai sẽ là cầu nối hàn gắn tình cảm cho Đồng Lệ Á và Trần Tư Thành, nhưng đạo diễn này vẫn tiếp tục ngoại tình với nhiều người. Tháng 1 năm 2017, chồng của mỹ nhân bị phóng viên bắt gặp qua đêm cùng hai cô gái lạ vào các khoảng thời gian khác nhau. Tuy nhiều lần cãi vã, tháo nhẫn, chiến tranh lạnh rồi dọn ra ở riêng, nhưng đến hiện tại, Đồng Lệ Á vẫn chưa đệ đơn ly hôn Trần Tư Thành. Theo nhiều nguồn tin thân cận, cô không muốn con trai Đoá Đoá còn nhỏ mà đã mất đi tình yêu của cha nên mới nhẫn nhục chung sống cùng người chồng phong lưu. Thứ hai, Từ Hy Đệ. Tiểu S sinh năm 1978 là người dẫn chương trình truyền hình hàng đầu xứ Đài. Năm 2005, cô kết hôn với Hứa Nhã Quân, ông trùm cổ phiếu của Đài Loan nổi tiếng Đào Hoa. Sau khi kết hôn, cuộc sống của MC nổi tiếng Đài Loan như rơi vào địa ngục vì phải chịu nhiều lời chỉ mắng từ mẹ chồng và những trận đánh đập từ vị hôn phu lăng nhăng. Vì Nhã Quân sinh ra trong một gia đình danh giá nên việc Từ Hy Đệ chưa sinh được người nối dõi cho nhà họ Hứa khiến cô phải chịu nhiều áp lực từ phía gia đình và sự thờ ơ của nhà chồng. Bản thân nữ MC cũng buồn phiền vì điều này, người đẹp nhiều lần thổ lộ mong muốn sinh thêm con dù đã có tới 3 cô con gái. Không được gia đình nhà chồng ủng hộ, Từ Hy Đệ còn nhiều lần chứng kiến chồng công khai ngoại tình. Doanh nhân họ Hứa không ít lần bị bắt gặp vào hộp đêm nhảy nhót uống rượu với những vũ nữ nóng bỏng. Trong lần Từ Hy Đệ mang bầu bé gái thứ 3, Hứa Nhã Quân bị phát hiện ngoại tình với một người mẫu trẻ. Trong chương trình Khang Hy đến rồi vào ngày 13 tháng 4 năm 2015, MC Tiểu S lộ vết sẹo tím bầm ở vùng mắt trái đã khiến khán giả phẫn nộ. Trước ống kính, cô khéo léo tạo kiểu tóc lệch che vùng chấn thương, nhưng vết sẹo vẫn bị phát hiện trong khoảnh khắc. Theo Sina, Từ Hy Đệ thường xuyên bị chồng đánh đập nhưng cô luôn cố gắng che đậy thương tích và bênh vực chồng. Tháng 4 năm 2016, MC Đài Loan bất ngờ tiết lộ cô và chồng ngày càng ít gần gũi với nhau, cuộc sống của cô cũng không hề thoải mái. Đến tháng 8 cùng năm, khi trò chuyện cùng tài tử Ngô Kỳ Long trong một chương trình, người đẹp thừa nhận từng bị chồng đánh tới hơn 2 lần trước sự ngạc nhiên của ekip. Nữ MC chia sẻ, cô muốn sống ly thân nhưng không muốn ly dị với chồng vì sợ ba con gái chịu khổ. Hiện tại dù đã 40 tuổi nhưng Từ Hy Đệ vẫn có ý định tiếp tục sinh con với mong muốn có quý tử nối dõi và được nhà chồng yêu quý hơn. Thứ ba, Đồng Tuyền. Được ví như chị em sinh đôi với Đồng Lệ Á vì ngoại hình quá giống nhau, cuộc sống gia đình của Đồng Tuyền cũng khiến nhiều người phải xót xa vì người chồng lăng nhăng. Vào tháng 8 năm 2011, Đồng Tuyền có một đám cưới đẹp như mơ bên chú rể Cao Vân Tường. Nhưng sau gần 7 năm, sóng gió hôn nhân bất ngờ ập đến với mỹ nhân khi người chồng bị cáo buộc cưỡng dâm tập thể với một phụ nữ 36 tuổi ở Australia. Hiện tại, vụ việc vẫn đang trong thời gian điều tra, nhưng phía cảnh sát Australia cho biết họ đã nắm trong tay bằng chứng và Cao Vân Tường khó có thể thoát khỏi án tù. Mức án nặng nhất mà nam diễn viên có thể phải nhận là 20 năm tù. Dù đã có bằng chứng về hành vi phạm pháp của Cao Vân Tường, nhưng Đồng Tuyền vẫn thể hiện sự tin tưởng với chồng. Cô thường xuyên di chuyển giữa Trung Quốc và Australia để tiếp tế chăm sóc anh ta. Gần đây, hình ảnh vòng hai to bất thường của người đẹp cũng dấy lên tin đồn cô mang thai lần thứ hai. Nhiều người hâm mộ Đồng Tuyền cảm thấy xót xa và lo lắng cho cô. Thứ tư, Mã Y Lợi. Ảnh hậu sinh năm 1976, Mã Y Lợi bén duyên với phim ảnh từ năm 17 tuổi. Cô được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình cá tính, diễn xuất có duyên. Người đẹp quen biết nam diễn viên Văn Chương khi cùng nhau góp mặt trong tác phẩm truyền hình Phấn Đấu và Cẩm Y Vệ. Năm 2008, cặp đôi đăng ký kết hôn và đón con đầu lòng sau 3 năm hẹn hò. Kém vợ 8 tuổi nhưng Văn Chương luôn tỏ ra chín chắn trưởng thành. Cuộc sống gia đình viên mãn của hai người được rất nhiều người ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2014, những hình ảnh Văn Chương hẹn hò cùng bạn diễn Diêu Địch bị báo giới phanh phui. Theo Quy Quy, hai người đã lén lút qua lại từ cuối năm 2013, trùng thời điểm mà Y Lợi mang thai lần hai. Đối mặt với sức ép dư luận, Văn Chương đã đăng dòng trạng thái thừa nhận sai lầm và công khai xin lỗi vợ con sau 3 ngày sự việc ngoại tình vỡ lở. Trước sự chân thành và hối cải của người chồng trẻ, Mã Y Lợi đã mềm lòng và quyết định tha thứ cho anh. Sau đó cặp đôi đã có một kỳ nghỉ lãng mạn tại Hawaii. Hai người dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm và dường như không có rào cản gì sau vụ việc ngoại tình. Để bù đắp cho bà xã, nhân dịp sinh nhật lần thứ 39 của Mã Y Lợi, nam diễn viên đã quỳ xuống cầu hôn cô lần thứ hai trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Vài tháng sau, hai người quyết định tổ chức đám cưới vì trước đó họ chỉ đăng ký kết hôn. Hiện tại, gia đình của Mã Y Lợi và Văn Chương sống hạnh phúc và học được cách trân trọng đối phương hơn sau những sóng gió.